Châm màu Indo đây các bạn ơi. Siêu phẩm. Cho màu bội mà bắt về lưới này đấy. Thuần ăn, ăn cám rồi. Dòng này thì tách đỏ. Tách đỏ nó to lắm. Nhưng mà bộ nó nhỏ hơn Việt Nam. Con trống, con này con trống. Cách. Mình đang chuẩn bị nhập hơn 1.000 con chim chào hào của Lào về đây. Mới phóng sinh một con nhá. Nói phóng sinh cho ai chứ nó sống. Mấy hôm trước thằng Xuân treo lên đây không chọi được anh. Nó treo mà hôm bữa nó điện cho em. Bọn em làm giám một con rồi anh ơi. Nó đi mua, nó đi thuê cái lồng ở đâu về, nó treo con này lên để chọi em đâu có được. Bay đi đâu, nó bay ra đâu ở chỗ đâu. Bay ra phát là đi tìm mái liền.